Hello, xin chào tất cả ha. Chào mừng anh chị đồng minh. Mình là Nidhi và hiện tại là mình đang trong tựa game Legacy nha bạn. Rồi thì ở clip này là gì? Clip này là mình đã có được một cái ạc mà có được Muramasa V1 rồi nha các bạn. Ôi cực thực sự luôn các bạn ơi, mình kiếm được một cái ạc mà có được Muramasa V1 chắc cực lắm luôn các bạn, cực hơn cả cái ạc mà có Muramasa V2 luôn nha các bạn. Mặc dù V2 là cường thức tỉnh đúng không, V1 đâu có cường thức tỉnh đâu, nhưng mà V2 lại dễ kiếm hơn V1 nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì V2 thức tỉnh rồi là không có gọi là bỏ được nha các bạn. Đấy, mình không có thể nào mà hủy V2 xuống V1 được. Và mình đọc comment rất là nhiều bạn nha các bạn. Mình đọc comment rất là nhiều bạn kêu là cái Muramasa V2 V1 này các bạn đam cực kỳ to luôn các bạn. Đam to với ảo lắm. Đấy, như Phoenix Play hồi xưa và mạnh hơn cả Muramasa V2 luôn. Thì mình không biết sao mà mình đã kiếm được cái ạc, mình muốn thử cho bạn xem nha các bạn. Đó vậy nha. Ạc nha. Rồi. Từ từ. Có món item nào bút xịn không? Trời ơi. Item bút gì vậy? Ồ, giảm đam cho thôi, được, mình đi đánh vô biển lát, hồi đánh vô biển mình xài cái này được rồi các bạn ơi. Rồi, đâu bây giờ mình test đam thử cho quá nha mày, Muramasa V1 nha. Lâu quá không sử dụng Muramasa V1 nha mày. Để xem có gì đây. Đâu, Z. Ủa, Z quẹt vậy thôi hả? Ui, vãi Z quẹt thôi hả? Ít. À, ít là lao thẳng vô như vậy, gì á? Có nghiền đam vậy? Từ từ. Điểm gì đây? Hàng chỉ bạn ơi, bố 4.500 thôi mà, 4.500 cũng đâu có yếu lắm đâu nhờ. Đúng không? Tính ra đam 4.500 cũng một dạng đam cũng to, gọi là cái điểm nâng cũng nhiều mà bạn đúng không? Sao mà cảm giác yếu yếu quá ta, từ từ. Bây giờ mình sẽ kiếm cái code reset đi nha mày. Xài code reset đã. Rồi. Bây giờ được xài code reset mình nâng max vô máu với lại kiếm là được chứ mày. Ở còn melee chắc quỷ chắc mình nghĩ là chắc quỷ chứ không cần đâu nha. Rồi, nâng này đi. Rồi, ít nhất cũng mát máu được nha mày. Mà sao kỳ á, đam gì yếu vậy ta? Lướt quẹt quẹt 2 cái à, có 1.900 đam hả mày? Vãi. Lướt quẹt quẹt có 2 cái 1.900 đam à. Còn cái này thì quẹt đúng một đường chứ mày. Đó, quẹt đúng một đường là 12.000 đam. Chiêu ít đó, chiêu dép nha các bạn. Rồi, đi. 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 Đi đi đi. Đi. Đó phải không nè, chi Z của Muramasa V1 là các bạn quẹt quẹt có một đường à. Đó phải không, quẹt có một đường à. Ui, đam. What đam. Cái gì đó. Từ lại nha, cái gì đó. Ồ, vậy là mình phải quẹt chuẩn cái khoảng cách hả ta. Từ Z. Ui, hồi nãy sao mình ham mấy ca đam ta. Quẹt phải chuẩn khoảng cách hay sao bạn ơi. Từ chi ít nha. Chi ít mình lướt tới mình quẹt quẹt 2 cái thử cho bạn xem nha. Số đam áo vậy. Từ từ nha. Đây đây đi nha. Quẹt quẹt. Ủa đó bạn hôm đó đâu có đam to lắm đâu. Ủa sao để mình quẹt phát hai mấy ca ta. Áo thật sự. Rồi. Giờ mình đi nè. Rồi đi với bạn kia nè. Ủa mà ủa. Rồi cái hai đá đâu ta? Ôi quên. Mình không có nâng điểm vô chát quỷ thì mình không có Không có gì được các bạn. À rồi, thấy dù quỷ bên kia rồi. Cái không có nâng điểm chắc quỷ, không có biến hình rộng được nha các bạn, full frame được nha. Với lại full frame như là phải 1.500 lần các bạn thấy không? Này 1.500 lần, chưa có được. Rồi thôi. Sẵn qua quánh vô biển cho bạn xem luôn, xem cái cây này quánh có ảo không nha các bạn. Nếu mà ảo thật sự nha các bạn thì admin chắc admin đã quên cái Muramasa V1 nha các bạn, tại vì hình như admin tính rồi bạn ơi, tại vì ai mà thức tỉnh là V2 rồi là không có trở về V1 được đúng không các bạn, nên admin là không có nhớ tới V1 luôn, nên admin không có nhớ tới V1 luôn nhớ mày, ảo lắm. Đâu để thử nha, tại mình thấy rất là nhiều bạn nói là cái Muramasa V1 này đam rất là ảo luôn, rồi mình chưa biết sao nè, để mình test thử cho bạn xem nha. Mình không xài đồ búp nhớ mày, mình xài cái đồ mà miệng Hydra nhớ mày cho bạn thấy luôn. Đâu để xem như thế nào nha, xem đam ảo như thế nào mà khủng như ra sao nha các bạn. Rồi vô luôn, không sợ luôn, vô đâu vô biển đâu, lên đây test thử nha. Rất là nhiều bạn luôn, cái này số 1 đó mày đó, rất là nhiều bạn nói mà. Đây mình thử đầu tiên chịu ít trước đi ha. Đó phải không nè, chịu ít vô thì có 6-3 đao đúng không. Rồi ít này thì khá là yếu nha các bạn, ít này khá là yếu, như đánh thường là một lần cũng có 3k đao nha các bạn. Đánh thường đúng rồi bạn ơi, đánh thường lần cũng có 3.000+ đao mà. Đó 3.600 nha mày. Rồi bây giờ thử một dép nha. Rồi nè. What? Thiệt nè mày. Vãi game.
Cái gì á? Thôi mình xài cái bóng nước đi nha mày, ạ. Xài cái bóng nước đi. Ối gì hết hồn, xài cái bóng nước. Rồi. Xài bóng nước đi nha mày. Cái gì quẹt một phát một trăm mấy cái đam liền luôn kìa. Mua ôi. Ôi. Ôi vãi kìa. 40 hit một 100 mấy ngàn, 120 ngàn đam liền luôn rồi. Vãi kìa em vậy. Cái gì tới đây? Cái cây gì vậy? Trời ơi, cái này là full display nè bạn. Full display phiên bản cũ nè, full display mà lúc chưa sửa chứ cái gì nữa nè mày nhìn nè. Đó phải không nè? Ôi, đau một phát lên liền luôn. Vãi đau. Đau. V1. Full display. Full display cũ. Ôi. Ôi, một vết hơn 100k đam. Một vết hơn cho cả đây. Punish lay cũ nè bạn. Chứ cái gì nữa. Cái gì á. Thiệt luôn nè. Một quẹt dễ hơn hơn cả punish lay luôn nha bạn. Punish lay là các bạn phải gọi là phải điều khiển con chim đúng không? Một điểm các bạn phải điều khiển con chim sao mà cho mà càng dính nhiều nhất đúng không? Còn này các bạn chỉ quẹt đại thôi nha bạn. Các bạn chỉ cần quẹt đại thôi là hơn trong cả đam được luôn. What the game. Vãi game thiệt sự bạn ơi. Ôi đau kìa, nhưng mà một cái vẫn thua full display nha các bạn. Là chiêu hồi lâu quá các bạn ơi. Một cái vậy cho nè. Vẫn thua full display nhiều là chiêu hồi lâu nha. Chiêu hồi hơi lâu nha. Đó vậy nha. Chiêu hồi hơi lâu. Đó, đó là một cái điểm trừ nha các bạn. Đó, điểm trừ là chiêu hồi hơi lâu nha các bạn, nhưng mà đam to thực sự luôn bạn ơi, đam to lắm. Rồi mình cũng toan nữa bạn ơi. Ngoại tệ con mình nè. Chắc mình tan chắc luôn thôi, mình về mình đi tiếp với thuyền với bạn kia nhá mày. Ui vãi game thiệt chứ. Cái gì thế đây? Có cái vụ này luôn hả? Vãi. Làm sao mà một quẹt này chứ một quẹt bình thường nhá mày. Cái Muramasa thì là 3 tia đúng không? 3 tia có 6 mấy k và ở đây một tia 120k. Gấp đôi luôn bạn ơi. Gấp đôi đam Muramasa V2 luôn. Quẹt thường rồi nhá mày. Vãi game thiệt sự. Game này đỉnh quá bạn ơi, quẹt thường vậy nè. Đó, quẹt thường cái thôi à. Nhẹ nhàng thôi, tình cảm thôi, 120k liền luôn. Vãi, thật sự. Ít yếu 6k đam à. Chiêu ít này thì yếu nha bạn, chiêu ít này thì không có gì hết. Nhưng mà riêng cái chiêu Z kìa 120k. Z, 120k. Chưa búp gì nha. Chưa búp gì nha. Chơi chưa có búp luôn cái gì nha, chưa một item búp luôn nha. Không xài item búp luôn. Trong 20k. Không xài một item búp gì luôn. Trong 20k. Không biết đánh này ra sao luôn bạn, thực sự ngon dữ trời. Ấy da. Ảo thiệt sự luôn, vậy là admin đã bỏ quên nữa bạn ơi. Admin đã bỏ quên cái Muramasa V1 rồi. Tại vì như mình nói các bạn thì Muramasa V2 á, khi mà các bạn thức tỉnh lên đúng không? Là không có trở về được ấy. Nên đặc biệt hình như là không có tính tới cái trường hợp mà Muramasa V1 này các bạn ơi. Quái thực sự đau kìa. Ảo thực sự bây giờ là mình không trở về V1 được nữa. Sao cay vậy ta? Ít nhất admin phải cho một cái bảng giống như là mình hủy các bạn. Hủy thức tỉnh hoặc là không thức tỉnh đúng không? Giống như là mấy cái chát quỷ ấy đúng không? Đó, thì còn may ra chứ chơi như vậy thì khó quá các bạn ơi, thấy chưa? Chơi vậy thì chịu rồi. Không cho về V1 luôn, admin tính hết rồi. Ảo thật sự ấy chứ. Quá mạnh rồi các bạn ơi, quá đã luôn. Đó bây giờ quẹt nhẹ nè, mình không cần quẹt phải gọi là từ đuôi lên tới đầu nhá mày. Mình chỉ cần quẹt, nói chung là chỉ cần vô đúng vô biển thôi là đam như đó liền luôn. Quái thiệt game thiệt thứ. Lừa tiên mà thấy V1 mạnh hơn V2 mà mạnh gấp đôi đam luôn nhá mày. Ảo chưa? Quẹt nhẹ vô hay không? Đó quẹt nhẹ thôi nha. Rồi chấp xong rồi đó. Rồi cho bạn cho Hưng đi. Cho Hưng quánh tiêu diệt nha mày. Chứ mình ăn một quẹt nữa mới chúng mình đi á. Thôi từ. Được nha mày, được nha. Quẹt. Một chén nữa thôi. Nè, bay mau. Trời ơi, bay chưa? Quá đã luôn. Rồi, còn 5 phút thì dư sức bay qua lại chứ mày. Rồi rương 1. 5 phút thì dư bay qua lại luôn. Bây giờ vô biển có thời gian mấy bạn. Đó, 2 game. Rồi, con đầu tiên rương 1 luôn. What the game, ảo quá bạn ơi.
mình không biết làm sao để cách để lấy lại Muramasa V1 cho bạn xem nè. Nhưng mà mình nghĩ chắc một là chay á bạn, chay chay cho bạn khác giữ xong rồi chay lại, không biết có tính được V2 hay V1 không nha, đúng không? Hai là các bạn có một cái ạc nào đó chưa có nâng cấp thôi à, chắc chắn là bạn chỉ còn một cách đó thôi à, là chỉ còn một cách duy nhất đó chính là một cái ạc mà chưa giờ thức tỉnh đó bạn, thì may ra mới được thôi nha, chứ giờ là chịu rồi bạn ơi, thực sự chịu rồi hết rồi. Muramasa V1 mạnh quá bạn ơi, full nip lay nè chứ cái gì nữa, cây full nip lay hồi sinh rồi các bạn ơi, quá thì các bạn không nè. Cái cây này bị reset nè, xấu hơn cái cây V2 nhiều nha các bạn, xấu hơn nhiều luôn á đó. Đó, bị một bị reset rồi, nhưng mà lượng đam lại là cây full nip lay V1 nha các bạn, hơn cái Muramasa V2 cũ luôn nha các bạn. Muramasa 2 cũ là các bạn phải thức tỉnh, các bạn mới một Z mới nhiêu đó đam đúng không đó. Còn cái này không gỡ tỉnh gì luôn, chỉ cần quẹt nhẽn cái xong rồi. Nhưng mà như mình nói đó bạn, có một cái là không có ngon á, là cái chiêu Z hồi khá lâu nha các bạn, hồi lâu lắm bạn ơi. Đó, mặc dù đam có to thì có, nhưng mà chiêu Z hồi hơi lâu nha. Còn cái chiêu X này là dục luôn nha các bạn, chiêu X này là có 6 ca đam mà không biết làm được gì luôn á, thật sự luôn. Còn vô quái là có 1 ca mấy đam mà không biết làm gì thiệt thực, làm được gì thiệt luôn các bạn ơi. Chịu, rồi. Thôi mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn nói thấy hay cho mình xin một like, subscribe không nha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye.